Xin tất cả các khách hàng đang xem kênh Bất Động Sản Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Hôm nay Ngọc Ánh xin trân trọng gửi tới quý khách hàng một cái dự án rất là mới bên em, thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Từ dự án của cái căn nhà này trong video này ra tới khu đô thị Đô Nghĩa, công viên nước âm nhạc, nó chỉ rơi vào phạm vi bán kính 800m thôi thưa quý vị. Và từ vị trí ngôi nhà thì xung quanh vô cùng tiện ích, đầy đủ chợ dân sinh, trường mầm non, trường tiểu học, cấp 1, cấp 2, cấp 3 Yên Nghĩa. Đặc biệt hơn nữa là có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Căn nhà này giá vô cùng hợp lý, chỉ 2 tỷ 050 triệu đồng thôi. Sổ đỏ đầy đủ, giấy tờ hợp lệ, sang tên ngay lập tức với khách hàng có nhu cầu. Và với quý khách hàng có khoảng tầm 800 triệu, 700 triệu thôi đã có thể sở hữu cho mình cái ngôi nhà này rồi, thay vì việc phải đi thuê nhà nha mọi người. Thì đây chính là ngôi nhà rất đáng để mơ ước. Hướng nhà là hướng Đông Nam, thông số nhà 30m, thiết kế và xây dựng là 4 tầng mọi người ạ. Đó, hướng Đông Nam rất mát, ngõ trước nhà là 2m2, cách với lại trục đường hai ô tô tránh nhau chỉ 50m vỏn vẹn thôi, cách với chợ dân sinh 100m nha mọi người, vô cùng tiện ích ạ. Đây chính là phần mặt tiền của ngôi nhà nha mọi người. Đấy, phần cửa chính của ngôi nhà được thiết kế là 2 lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt hộp sơn tĩnh điện và bên trong là lớp cửa kính cường lực. Mặt tiền của ngôi nhà này nó rơi vào tầm 3,4m, rất là rộng, rất là thoáng. Mời quý khách hàng theo chân Ngọc Ánh hướng vào phía tầng 1 của ngôi nhà. Đây chính là phần tầng 1 mọi người ơi. Đó, như quý vị quan sát ở trên video thì theo hiện trạng của ngôi nhà này là chỉ việc dọn đồ về và ở ngay thôi. Tất cả các phần hoàn thiện hạng mục trong ngôi nhà này đều đã được xong hết rồi. Gạch lát nền, sơn, trần thạch cao, hệ thống điện, hệ thống nước. Nước ở đây sử dụng của ngôi nhà này là nước sạch quận Hà Đông và điện lực Hà Nội đều được lắp công tơ điện, công tơ nước riêng biệt rồi nha mọi người. Đây là phần phòng khách Ngọc Ánh đang đứng, có chủ đầu tư lắp đặt sẵn quạt trần ở đây cho mình. Đó, và phần phòng khách thiết kế cũng rất là rộng, rất là đẹp. Nhưng mọi người có thể nhìn thấy ở đây phòng khách thiết kế rất là rộng rãi, trần thạch cao cũng như là hệ thống đây chỉ phào rồi giấy dán tường vô cùng hợp lý. Quan trọng là vị trí thôi thưa mọi người. Chắc chắn là trên kênh của Ngọc Ánh rất nhiều quý khách hàng tìm những ngôi nhà ở trong đê tổ 10, tổ 11, tổ 12, tổ 13 Yên Nghĩa thì hiện tại bên kho hàng của Ngọc Ánh rất là nhiều nha mọi người. Giá thấp nhất của cái khu vực trong đê này hiện tại những căn nhà xây mới sổ đỏ chính chủ nó là 1 tỷ 970 triệu đồng thôi nha mọi người. Sổ đỏ đầy đủ rồi, mọi người nhớ giúp Ngọc Ánh. Bởi vì trên kênh của Ngọc Ánh không bán bất kỳ một cái vị trí căn nhà nào mà chưa có sổ, nên mọi người hoàn toàn yên tâm, tất cả đều đã được hỗ trợ ngân hàng tới 80% giá trị nhà tùy từng vị trí nha mọi người. Đó, phòng khách ở đây có một cái vách CNC ngăn cách giữa khu vực cầu thang và phần phòng khách. Đó ạ, nó cũng là một cái để tránh phong thủy mà chủ đầu tư đã có sự sắp đặt trước rồi. Tiếp theo đó chính là phần phòng bếp của ngôi nhà. Với diện tích của ngôi nhà 30m thôi nhưng mà chủ đầu tư cố tình thiết kế rất đầy đủ công năng. Tuy nhỏ nhỏ xinh xinh thôi mọi người ạ, nhưng mà đáp ứng đầy đủ công năng cho một hộ gia đình sử dụng. Phòng bếp nhỏ xinh, đây mọi người nhà có thể nhìn thấy này. Nhưng mà thiết kế cũng rất là cầu kỳ nha. Toàn bộ xung quanh bếp là được ốp kính, ốp bếp Hải Long. Đây, chậu rửa, vòi rửa được thiết kế toàn bộ là chất liệu inox 304, phụ kiện bếp cũng vậy nha mọi người. Đó, nguyên liệu công năng đáp ứng đầy đủ. Tầng 1 còn có một phòng vệ sinh phụ nữa. Thì là phòng vệ sinh này đầy đủ về bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước, tổng lên tới 4 tầng của ngôi nhà. Cửa nhà vệ sinh thì thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Đó, đây mọi người có thể nhìn thấy ở xung quanh bếp đây, chủ đầu tư còn ốp luôn cả gạch ở đây cho nó sạch mọi người ạ, rất là sạch. Hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà thiết kế toàn bộ là gỗ lim, mặt bậc của bậc cầu thang được ốp đá xanh. Vậy trên tầng 2, 3, 4 của ngôi nhà thiết kế như thế nào với cái giá bán 2 tỷ 050 của khu vực? Vị trí ô tô đỗ gần thì có xứng đáng hay không? Mời quý khách hàng theo em lên khám phá tầng 2 nhé. Với tầng 2 của ngôi nhà thì thiết kế như sau. Phòng ngủ theo kiểu master rất rộng và có phòng vệ sinh ở phía bên trong. Và toàn bộ tầng 2 của ngôi nhà thì chủ đầu tư lát sàn gỗ công nghiệp nha mọi người. Đó, cửa sổ hướng ra bên ngoài thì rất là mát. hướng của ngôi nhà này là hướng Đông Nam như Ngọc Ánh chia sẻ rồi. Và cái Ngọc Ánh chia sẻ thêm một chút về cái hỗ trợ vay vốn ngân hàng, quý khách hàng có thể cân nhắc. Bởi vì với cái tầm tài chính mà 700 triệu tới 800 triệu đồng, nhiều quý khách hàng có hỏi em là có mua được nhà không? Thì khẳng định với mọi người là sẽ mua được, chắc chắn là mua được. Bởi vì sao ạ? Ngân hàng người ta hỗ trợ tối đa là 25 năm cơ. Cho nên là quý khách hàng có cân nhắc lựa chọn thay vì việc đi thuê nhà thì có nên cân nhắc mua nhà hay không? Thì đấy, Ngọc Ánh quay và review rất chi tiết những cái ngôi nhà này để cho quý khách hàng có thêm động lực để mua những cái tổ ấm, sắm cho mình những cái tổ ấm. Phòng vệ sinh ở phía bên trong này rất là rộng. Riêng cái phần phòng ngủ này nó rơi khoảng tầm 20 m² nha mọi người. Và phòng vệ sinh thì thiết kế rất là hợp lý. Đó. Đầy đủ hệ thống sen cây tắm, bồn cầu liền khối, bàn đá lavabo. Đó. Và cái tông màu sơn của ngôi nhà đây quý khách hàng có thể nhìn thấy không ạ? Màu sơn cùng với màu vân gỗ thiết kế rất là hài hòa. Trần thạch cao thiết kế theo kiểu hệ giật cấp rất là cầu kỳ nha. Đầy đủ ống chờ, dây chờ, áp chờ, điều hòa của từng phòng. Đó, và cửa thì mọi người cũng thể nhìn thấy cửa sổ thôi, cũng thiết kế 2 lớp, bên ngoài là cửa nhôm hệ Việt Pháp và bên trong là inox 304. Rất là đẹp đúng không ạ? Đây, tỉ mỉ đến từng chi tiết, từng cái gọi là cái đèn ngủ ở đây mọi người ạ, cái đèn trang trí thay thế. Cửa thông phòng. Cửa thông phòng là thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Đó. Trên tầng 3 thiết kế như thế nào? Mời quý khách hàng theo chân Ngọc Ánh lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà nhé. Với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế tương tự như tầng 2, gồm một phòng ngủ lớn và một phòng vệ sinh. Tuy nhiên ở trên tầng 3 thiết kế nó hơi khác đi một chút. Thay vì lát sàn gỗ thì ở đây chủ đầu tư lát gạch mọi người nha. Lát gạch kích thước 60-60 vân đá, phù hợp với cái tông màu sơn của cái không gian phòng này, tạo nên cái không gian phòng rất là rộng, rất là thoải mái. Đó. Từ vị trí này mà đi ra tới bến xe Yên Nghĩa nó chỉ rơi vào phạm vi khoảng tầm 1,5 km. Đi ra tới ngã tư Lê Trọng Tấn nó khoảng tầm 2 km thôi mọi người ạ. Xung quanh nhà thì chợ dân sinh đầy đủ, trường mầm non, trường công lập. Rất là nhiều tiện ích xung quanh, hàng xóm thì đông, vui, thân thiện mọi người ơi. Và ở phía tầng 3 này thì thay vì thiết kế phòng vệ sinh ở phía bên trong thì chủ đầu tư thiết kế ở bên ngoài. Đầy đủ đấy, mọi người có thể nhìn thấy bồn cầu liền khối, hệ thống lavabo, bàn đá. Rất là đẹp, rất là cầu kỳ tỉ mỉ. Để sẵn cả quạt hút mùi cũng như là ống chờ, dây chờ mình nóng lạnh rồi. Đó mọi người thấy không ạ? Bây giờ mình đi thuê nhà thì chỉ được có khoảng tầm 1 tầng, 1 phòng hoặc là một cái nhà cấp 4 nho nhỏ, rất là nóng. Con nhỏ đi học đi lại rất là không, nói chung cũng không thoải mái bằng cái việc khi mà mình có tầm tài chính vừa phải và vay vốn thêm ngân hàng, nhưng mà lại bù lại sở hữu cho cái căn nhà đứng tên mình, 4 tầng hiện đại, đáp ứng đầy đủ công năng thì còn chần chừ gì nữa đúng không ạ? Mời quý khách hàng theo chân Ngọc Ánh lên phía tầng 4, tầng cuối cùng của ngôi nhà để tham quan nốt cái phần tầng 4 này nha. Bước chân lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà, ở đây chủ đầu tư thiết kế luôn một cái giếng trời ở trên phía tầng 4, một cái ô thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Và tiếp theo ở đây đó chính là cái khu vực phòng kho, hoặc quý khách hàng có thể cái này thì thực ra là theo như Ngọc Ánh suy nghĩ thì nếu như nhà nào mà có làm phòng thờ nhỏ nhỏ ở đây cũng là hợp lý. Bởi vì ở bên tầng 4 này còn thiết kế thêm một phòng to nữa, có thể là phòng ngủ, phòng làm việc nha mọi người. Đây ạ. Cái này thì tùy công năng sử dụng của mỗi hộ gia đình thôi. Có điều Ngọc Ánh review theo cái cá nhân, ý kiến cá nhân của mình. Trên tầng 4 này thì chủ đầu tư là toàn bộ là lát gạch, kích thước là 50-50 vân gỗ nha mọi người. Và đồng thời thì ở tầng 4 này có khu vực sân phơi rất là rộng. Đây ạ, khu vực sân phơi của toàn bộ ngôi nhà đây. Được lát loại gạch riêng biệt. Và xung quanh là cũng được thiết kế là sắt inox 304 quây kín rồi. Rất là an toàn, an ninh đảm bảo cho cái ngôi nhà này. Ngọc Ánh xin nhắc lại với quý vị một lần nữa, bên Ngọc Ánh rất là nhiều ngôi nhà nằm sẵn trong tầm tay quý khách hàng với cái tài chính bỏ ra chỉ khoảng tầm 500 triệu cho tới 600 triệu, quý khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một ngôi nhà hiện đại, cũng như là đáp ứng đầy đủ công năng, sổ đỏ đầy đủ, chính chủ, tiềm năng tăng giá. Vậy thì quý khách hàng gọi điện ngay cho Ngọc Ánh theo số điện thoại phía trên màn hình nhé. 0983 0134 03 hoặc 0888 041 444. Mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa thì có thể add Zalo nói chuyện cùng em, hoặc có thể book ngay điện thoại gọi cho em. Chỉ 2 đến 3 phút thôi, quý khách hàng đã có thể có những thông tin bất động sản cho mình. Và nhớ đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những video bất động sản mới nhất của bên Ngọc Ánh nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.